thử bạn ấy đã làm gì nhé. Em xin kính chào ban giám khảo. Em xin tự giới thiệu là em là Nguyễn Tùng Sơn, quê ở Trà Vinh, huyện Trà Cú, ngụ tại ấp Sóc Trà B, xã Thanh Sơn. Và em rất là vui khi được lên đây để thi The Six. Bây giờ em xin tự hát một ca khúc Anh Cứ Đi Đi. Ôi chà. Anh cứ đi đi mà em. Dạ. Muốn đi nhưng mà trong lòng vẫn giữ người ta lại. Vì em xin trình bày ca khúc em phải làm sao mà đúng như em nói á, là mặc dù nói anh cứ đi đi nhưng mà biên bi là giữ lại em cho bằng được. Ok. Dạ. Anh thấy là chị nhưng mà rồi. Vẫn cho người ấy đi đi luôn nhưng đi mà luôn. Nhưng mà trong cái lòng vẫn giữ người ấy lại nhưng mà không biết sao người ấy muốn ra đi rồi. À ok. Giữ trong lòng thôi hả? Dạ. Không biết sao người ấy muốn ra đi rồi. Làm nghe là có mùi Harry Won hôm nay rồi đó. Ok. Rồi ok, tình yêu là thế, đôi khi là mình say mê, đôi khi là mình ngu nghê. Tìm một người để nói rơi lệ là thế, khi hoa chẳng cần biết nữa, khi thương ai thì dù trong mưa vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa. Rồi khi em thấy anh trong tay cùng người khác ấy, sao em quên được con khác đây, anh biết ai hạnh phúc như vậy. Thì thôi, buông tay đôi tay và để anh đi. Xem như ta lần đầu chia ly, cũng là lần cuối nghĩ gì. Thì anh cứ đi đi, hãy cứ xa em và đừng ngắm nghĩ. Hạnh phúc ra sao yêu thương nhường đau chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi. Về đâu thì ta đã lạc mất nhau rồi. Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai có thấy đâu. Từng lời buồn chưa hết câu, nước mắt đã dần khóe sầu. Đừng bên nhau nếu không vui, em muốn thấy anh cười. Vì yêu nên em xin anh cứ đi đi, bỏ mặc em. Cái bài hát em đã thể hiện xong rồi thì bây giờ em cảm thấy là rất là thoải mái. Cái phần cảm xúc của em nó giống như nó đang tỏ ra, bung ra hết. Mình thích thì mình hát và mình hát theo cách của mình. Đúng, không phải là đúng không? Dạ. Hát theo chất của bạn. Hát theo chất của mình và cứ thể hiện cho mọi người thấy bằng cái khả năng của mình bạn có. Đúng. Em cũng lần đầu tiên em vô đây em chưa có đi thi cái gì hết. Chưa đi thi nào hết. Dạ vâng. Đây là một cái chương trình đầu tiên mà em tham gia. Dạ đúng rồi ạ. Cái phần trình diễn của em, anh chỉ nghĩ là hy vọng là sẽ gặp được em ở vòng sau. Em sẽ có cơ hội được vào Sài Gòn và được hát lúc nhiều lắm. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cảm ơn Sơn nhiều nha. Dạ vâng ạ. Chị có buồn không? Dạ. Chị có buồn không? Dạ, cảm ơn em. Dạ, em xin cảm ơn ngoài trả chương trình ạ. Ok em. Em ơi nhớ, xin lỗi cho em làm lộn luôn quá.
Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi. Gác nhỏ đèn lẻ loi, bóng dáng in trên đường loang. Người có thương thân tôi nghệ sĩ thì đừng có thương như thương hại đời. Oh ma 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 ma.